Hai, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Nói nó lại tay tay ngọn hồng ngồi làm luôn đây thao phổi đó. Hai, mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn. Hello các bạn. Thì hôm nay anh em mình sẽ đi xôi nhái, quên nói xôi bắt ốc. Mình sẽ đón hôm nay sẽ bắt ốc sáng sáng ngày mai mình anh em mình sẽ chế biến để các bạn cùng thưởng thức nha. Các bạn đi theo anh em chân anh em mình nha. Đi. Nào cầm này, cầm thùng. Lấy cầm thùng đi. Lấy chụp lên cầm cho. Còn thấy bắt nó đập nó chết luôn đi. Đi hạn chế cũng không bán nha. Sao mà bỏ đâu bọc cái gì có bọc không? Sao đây bọc? Ấy trời, quên nữa, tôi lấy nãy cái. Cái gì? Trời dạ. Quên nó vô nữa cái. Đây trên đây nước này cũng được. Thôi, chút đứng mai, đứng mai, bấm mình. Vì nước nha mọi người. Lấy dao, lấy dao. Lấy dao dạ? Làm cho em cái gì nước các bạn ơi. Vừa ăn vừa ăn. Móc luôn. Đây là video kìa. Nè nè. Thật thật kêu ăn giống như thầy giáo gì đó. Gì? Gì nè. À ha. Mời tất cả các bạn nha. À, ngọt ngay à. Mời các bạn. Các bạn nha. Mời các bạn ăn gì nữa cho mình nha. Cái gì vậy? Sao? Có thấy gì không? Má tao lời đi trời. Đây, đây. Đây, vừa này vừa ăn nha các bạn. Mời các bạn nha. Cái video nãy không? Ừ. Con cái luôn đó. Ngon quá các bạn ơi. Lấy nè, làm miếng đi Khang. Làm thôi lắm cái này không ít ít mà ăn. Quay phát đi phải ăn xong rồi đi các bạn ơi. Đi theo mấy ảnh mấy quay mình nha. Đây ê nào theo đây đem ở xuống đây. Ở đây đem làm gì á? Có trái hả? Ừ có trái. Đây em cầm thùng. Không, em mày cầm này nè, cứ cầm này nè cho nó mạnh mẽ lên. Mau lớn. Đố mọi người. À, em này nhiêu tuổi nha? Ôi, em hút trong tay mình nha các bạn. Rồi lên em ơi. Cái lợn kìa. Cái lợn. Cái nò của thằng. Ê, tử cuộn kìa. Cái nò của thằng gì? Bà hông quá. Đừng tao sáng mà nè. Gì? Nghe nghe hoàng ơi. Con ốc kìa. Con ốc kìa. Đâu? Nè. Ốc chết. Đâu ốc xong á. Chết mà. Uống một con luôn. Bắt coi. Đúng rồi. Sình không mở ơi. Kìa con mở miệng kìa. Mở què.
Thôi lại luôn bị tròn rồi nè. Cua bạn ơi bị cua nha anh em. Wow. Bỏ kỹ trời nóng hơi nữa rồi đó. lại luôn cua táp lạng cua luôn. Ông thất bại luôn các bạn ơi, bây giờ sôi quá trời sôi luôn. Không được con các bạn ơi. Hai ông nội nó đi, đâu giữ đi trời. Đi qua nhà anh Bằng, đường anh Bằng có ông trời mát sao đường này thiếu đi. Chưa thấy con nào gì. Ngái không có nữa. Trời mưa. Không trời mưa hay gì á. Vừa đó các bạn ơi. Vừa này là vừa của người ta các bạn, không phải vừa của mình nha. leo lên à, dưới đây nó chặt cái cây được dừng chưa ta dừng đi vô các bạn ơi. Đây là huyền thoại Sài Gòn rồi biết cái này hả. Mẹ này chứ ẻ cái mẹ nữa. Mẹ nữa nè. Gì đây. Ừ, không nhậu luôn nè. Nói gì thôi sao cũng thất bại các bạn ơi, dắt vô làm vài ly quá các bạn ơi. Sao thất bại các bạn ơi. Còn ngủ không? Còn ngủ không? Dạ. Được con nhái các bạn ơi, được con nhái, được một con ốc. Rồi sao vậy? Giỡn nằm luôn rồi. Thế. Điểm rồi. Mới đi dạ? Trời nhậu. Cái này cuối lùng về nhậu luôn bạn ơi, nhậu luôn bạn ơi. Nhậu luôn. Các bạn nhậu luôn. Nhậu gì luôn. Quá thứ này. Mồi ngon rồi, ngủ cay làm vài ly các bạn ơi. Nghe mấy quýt đi. Cái này chia đôi hay à ha. Khác chú em. Vô luôn. Nghĩ sao? Còn. Đây đi bả mua lít rượu nữa, hết rượu rồi. Ừ. Hẹn kìa, quá thánh đâm kìa. À để cúng cây. Để cúng cây, để cúng cây. À có hai hầm. Bỏ ổn chạy. Bả mua lít rượu đi. Xem bà cái này đi quên đẹp mặt này không có trời. Lần nãy nó mới ngủ rồi, lộn gì mình. Nhậu mà gái đồ người ta còn thức ta nhảy gì đó. Qua đi ra ngủ. Cái gì bả ngủ không á? Ừ. Cái gì bả ngủ kìa? Lỉnh vào đường hả? Không có quay đường nhậu. Đúng rồi, điện thoại rồi. Thằng này nó tao sao lồn nè, thằng này em sao lồn nè. Dạ. Hỏi ngồi ra đủ má nhảy xuống cái đùng cái đem điện thoại lên nhá không? Trời ơi. Mời các bạn nha. Khả ơi. Khả ơi. Con khả không? Khả ơi. Này màu đen. Cây đèn. Sao vậy? Ủa bộ con khả nó chung nó vậy? Ừ. Khả ơi. Sao không có giờ vô nhậu luôn các bạn ơi. Khả ơi. Quá hớp rồi các bạn. Rồi nhậu đi tính chút tính sao các bạn ơi. Tiêu rồi. Quá trời ơi. Nhậu hết nổi rung tay các bạn ơi. Khả ơi. Kháng. Cái này mình mời các comment của mình nha các bạn. Sao không mở dữ vậy? Sao quay mở dữ vậy? Cái này chia rồi, lúa trời trời ơi. Đây, mồi đây các bạn. Quá khứ rồi. Biết mẹ không biết đây. Bà cha rồi. Bà cha biết luôn. Trời đất ốp rồi trời. Ông không nói cho nghe. Muốn đi gửi mình nha. Mời các bạn, mời tất cả các bạn nha. Cụ ngon quá các bạn. Chẳng uống gì đó được các bạn. Mình đi xôi nhái. Xôi nhậu đi mua bộ. Xôi nhái, xôi ốc sáng còn còn đẩy các bạn nữa bạn ơi. Đây là mày đi theo máy quay. Ê mấy đứa có cháu nó cháu tao hoàng chứ nữa. Theo đây mình. Anh chẳng rồi. Ở đây nha, mấy đứa đây mày. Thì cái đại nhậu đi. Anh đi chưa, anh chưa. 4 người đi rồi.
Có cháu qua kiểu có điện mới nhậu giấy chứ ơi. Vậy. Đi thùng xong. Rồi, coi. Gặp chữ có nghe mọi người. À, giờ mắc thằng mất tiêu một thằng. Mắc thằng ơi. Đi kiếm nó nghe. Thấy đã đâu không? Rồi. Chết mẹ. Thế đâu hột. Tao điện nó đi ơi. Nó cầm cái đèn đó phải không? Bây giờ thấy mặt nó hả? Có ai dẫn nó đi không? Tao có thuốc sang má rồi, hồi hộp mày. Lao đi. Cái gì mà lao rồi. Đâu phen? Em đâu rồi? Em dẫn nè. Ở đâu? Dẫn ở đâu? Đó là trời đủ má trúng luôn trời. Nó bị ma giấu ở chỗ cái võng nhà cái đẹp nghe anh em. Lại luôn rồi. Nó bị ma giấu ma nữ. Ma nữ giấu các bạn ơi, thua luôn rồi. Chắc đang nó đang ấy. Má hồi hộp thiệt chứ, mặt đấy là mặt nó xanh xanh đúng không? Ừ. Nó sợ. Mặt đấy nó ghê ghê á. Chuồng đó vui lắm, bỏ sợ ra đi. Đi xuồng các bạn. Đi. Đâu được mấy ly nhỉ ông nội? Đâu có mấy ly à, cái xuồng. Mà cái xuồng đâu mày. Cái xuồng này hai chiến thì được. Lấy xuống đây. Thôi không lên. Không lên đi nhẹ đi. Đi nhẹ vô dễ. Không lên đi. Giờ chơi bê chuyển kèo khác ra coi. Đi nhẹ đi nè, trên đây đi. Đỡ hướng như này nè, trên này có chút cần chạy có tầm. Đỡ hướng mình để cầm cái chẻ đi lâu lạc hoài luôn. Đi chẻ hoài đủ mấy giờ kiếm cũng chết. Má 500 anh em nha mọi người. Đi tới đâu? Chấn động tới đó. Đi trước không? Thấy đồ má đi bắt đi văn lưới ngon hơn đó. Má ơi dịch đi đủ má đi thoải mái luôn. Loại văn lưới của anh Cuộn. Trời fan lắm lắm. Con nhái 2kg nha mọi người. Rồi bỏ vô đi. Với thùng nha. Ê. Rồi, báo nè trời. Dính. Trời ơi. Lòng. Thằng này là tội phạm nha mọi người. Thằng này nè. Tội phạm đâu, nó bươi cái giò tội phạm bươi. Thằng này tội phạm nha. Có phải là tội phạm không? Tao quần què. Chữ nghe dở luôn. Hay thiệt chứ. Tao không có rồi đó, tao bảo rồi đó. Ê, nháy cả ký. Ê, từ, đừng gọi. Lấy đèn ngang, lụm nè, đây tao mắc ơn thương không được. Nháy bằng ơi. Ê, bằng đi giúp đi. Đâu? Nghe. Má mày ép đi rồi. Trời ơi, dép tôi mang vô hết hình trời. Con nháy trong đó là cái đụ mẻ con nháy. Đấy, dép là của em á, bỏ đi, em không mang đâu. Mang đau vô đó. Rồi bỏ đâu ông nội? Bỏ đâu? Bỏ vô thùng kìa. Rồi bỏ vô đây nè. Mang nghe bự. Ui nhá, bự vô thùng lắm. Dính rồi. Dính rồi nè. Dính rồi nè. Ê, nó hay quá vợ nó. Nhá nó đen quá, bỏ rồi. Đi bỏ. Nhá bự không? Bự, nhá bự không à. Thằng nó đâm hay dưới trời. Đi lên đi thằng đó, đi lên đi, mấy mình về nè. Mấy mấy ngốc hơn nè, bắt nè. Người bắt chị. Bắt luôn rồi trời. Ôi xào ngon, không nướng hết trơn. Có nướng ăn rồi. Đừng có điếm, đi điếm là ít xịt lại đó. Quá đông vui. Hello nha mọi người. Mình là Bạch Có Tin. Hello nha mọi người, chia sẻ cho Linda nha mọi người. Linda đâu đây cha? Người ta là sôi cái tiếng ngoài 2 tiếng hồi rồi chứ mới được có mấy con các bạn. Đâm nó, thọt cái đâm nó cái lóc nhảy ra giờ. Đâm vô cái lỗ nè. Đi. Cái lóc nhảy ra đó. Có mấy em mày đi đâu rồi ta? Giờ đi. Kiểm rồi còn nào? Để đưa anh quay vậy? Đưa lên coi. Đây. Được con gắn với mấy con gái. Ớt nữa. Ớt đồng nha anh em. Thằng theo bạn đi. Xa xa em xíu thấy. Ồ. Rồi. Cái bò. Má hàng bự lắm. Còn cái dĩa vô mạnh chưa? Thôi hột mạnh nó ra đó. Rồi để khó luôn. Con. Nè,
Đó, hai các bạn nha. Thành quả của anh em mình nè, gắn ớt nhái rồi anh em mình nấu nấu cháo các bạn ơi, mình xay tỏi mình nấu cháo đi. Còn bắt cũng được có 2 kg ốc các bạn. Này ngày mai anh em mình sẽ làm chế biến nướng tải các bạn nha. Rồi tất cả các bạn nha. Nhân miếng nhái mình nha. Ngọt quá các bạn ơi. Ăn ngọt. Miếng nhái đồng có khác. Đâu cái chọn lý ngoài, cái nẻ lý ngoài. Tiếng nó cởi dây giá mày. Buồn đổ xuống cho anh chứ anh em chính từ mở định. Mời cài vào đi. Mấy thằng em mình cũng hơi ngại ngại cái mấy ảnh cũng thông cảm. Đỡ ngại thôi. Gì được cái gì? Tôi có là bây giờ làm. Các bạn. Là... Còn cái nịt. Còn cái nịt. Cháo qua rồi. Cháo em ăn hết nghe đủ cái nịt bỏ nha. Còn đúng cái nịt các bà. Bỏ. Rồi. Hết luôn nha bạn ơi. Còn cái nịt. Cháo hết. Nhái hết luôn. Không còn gì hết. Ta ăn gì đâu mình vui lắm ơi. Còn chứ. Còn cái nịt. Còn cái nịt. Còn cái nịt. Có cái mũi mà. Cái mũi 7. Ngày mai mình ốp đây nha bạn ơi. Ốp đây sáng mình làm món mới các bạn ơi. Bye bye các bạn nha. Chào các bạn. Rồi các bạn ơi. Thì hôm giờ anh em mình cũng bắt được mớ ốc nữa các bạn. Mớ ốc được các bạn ơi. Thì cũng rộng cũng cho nhã nữa. Giờ mình ngâm ớt này kia cho nó nhã chắc dơ ra chơi các bạn. Thì anh em mình sẽ chế biến nha các bạn. Các bạn đón xem anh em mình nha. Thưa các bạn ơi. Anh em mình mới vừa luộc để lấy mài ra, anh em mình sẽ lấy ra ruột mình ốp mình rồi mình nướng các bạn. Rồi tắt đi. Rồi các bạn ơi, anh em mình chế biến mình cũng pha chế là cũng gần xong các bạn. Mình tiêu hành tỏi rồi ngọt rồi mình pha với vô ốc này các bạn. Mình sẽ trộn mình sẽ đổ mình sẽ bỏ vô ốc này mình nướng nha các bạn. Đang theo máy quay bên em mình nha. Cầm Tôn. Trộn lên. Cho đều nha các bạn ơi. Rồi để cỡ uống năm sao vậy. Rồi xuống đây. Bỏ ốc vô nha các bạn. Bỏ ốc vô giỏ nha. Mình con ốc này bự bự thì mình bỏ 3-4 con nha các bạn. 4-5 con gì đó. Mời bẻ củi các bạn. Để củi mình làm than nha các bạn ơi. Các bạn ơi, thì anh em mình đã hoàn thành cái món ốc này các bạn. Thì mời các bạn ăn thưởng thức với anh em mình các bạn. Cầm, nè nè, chia sà beng ra. Sà beng nè, mấy bữa nè. Mới được tuyển mới 2 thành viên mới nha các bạn. Ba thành viên. Đây là em tên gì? Em tên Thạnh nha các bạn. Mình là Nguyễn Minh Sang nha mọi người. Em Sang nha các bạn. Còn cameraman của mình là gì em giới thiệu luôn đi em. Mình là Kiên nha các bạn. Cái gì?
Kiên, Kiên hả? Ừ, đúng rồi. Quên lộ lộn. Lộn quá. Men đi xưa các bạn. Lộn lộn. Đã đó rồi. Gì? Trời trời chết rồi. À, mời các bạn mua ốc nghe các bạn. Cùng thức với mình nha các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Cay. Ngon các bạn ơi. Hồi nãy anh kêu cắt điện thoại chết. Thơm ngon. Cay. Mời bạn miếng nữa nha. Thằng Lý. Lý em. Vậy thôi. Đồ tiệm sẽ ốc tôm chắc này thôi. Ăn đi. Bỏ các bạn. Đây xe này mình nó còn mất còn ngại nó cỡ nha các bạn. Các bạn có em muốn thông cảm cho nghe mình nha các bạn. Rồi tên khen nè. Mời các bạn miếng nha. Cay nè, cay nè. Mời các bạn miếng nha các bạn ơi. Ê không chấm. Chấm nào cay lắm. Không cay không được. Không ngon các bạn. Được rồi. Các bạn đi. Nghe. Thành. Mời bạn cho các bạn cảm nhận được xem anh nói gì. Mời các bạn ăn miếng nha. Nè. Lấy. Anh hơi mời hết con đi. Mà cay nữa. Chua. Lấy anh rồi. Là hai bạn. Nước chấm thần thần thánh nghe các bạn. Cho bằng gà anh bằng mời. Mời các bạn nguyên miếng luôn. Như ngắt quá à. Dạ nó hết nổi luôn. Mời tất cả các bạn làm ăn miếng ốc mình nghe mà. Mà chứ sao nó gãy luôn mà nó cứng vậy. Em nó cứng à. Em lấy xà beng của em á ra nãy. Thôi, thì bên của em nãy không được đâu. Cái này nhỏ. Cái này nãy mấy con gái không? Đúng rồi. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Rồi con ốc chà bá luôn. Một con ốc. Một siêu to khổng lồ luôn các bạn. Mời các bạn nghe. Đã kìa. Quá đã. Ủa thằng này đâu vậy? Ơi. Ủa cái thằng này. Đã. Trời. Một con ốc này là tới 5-6 con ốc mình dồn vô nghe các bạn. Chứ phải là một con đâu nghe các bạn. Cay. Mời các bạn miếng nữa nha. Chết mẹ rồi. Cao lắm. Còn thú ăn. Rất luôn. Thơm mùi tiêu nữa ba. Các bạn ăn miếng ốc này mình nghe. Nghe anh chặn. Nghe anh chặn. Quên say. Không có say, khỏi say. Lý rồi, Lý mời các bạn ơi. Nè coi ta nè. Mời các bạn nha. Mời các bạn nè. Mời các bạn ơi. Chấm nè, quậy quậy nè, 20 ớt nè. Mời các bạn nha. Rồi đã rồi. Đưa tay nhìn anh nhức kính quá. Sao em ngon em? Quá ngon. Anh quá là sao không ngon được em? Mời đã luôn. Nó đủ má. Cái thằng này năm nay sống gần 30 tuổi rồi được. Chưa thấy trường hợp như thế này. Gặp sự đục thả rồi quá. Mời cả các bạn làm ăn góc với mình các bạn. Ngon các bạn ơi. Trời mưa các bạn ơi. Trời mưa chiều mưa lông rông các bạn ơi. Thì mình xin kết thúc clip ở đây các bạn. Các bạn thấy hay chưa và hoặc yêu quý anh em tem anh em mình thì cho mình xin một like hoặc đăng ký để ủng hộ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.